Nàng Bạch Tuyết xinh đẹp, lần này ta sẽ trở thành người đẹp nhất thế gian. Sao chứ, tương lai gặp ở trong rừng, cô ta sẽ ngủ mãi mãi chứ, đúng như ta mong ước rồi. Ồ, nhìn đống màu này xem, lấy màu đỏ nha. Nặng hình tròn. Đặt cuốn táo vào. Sơn bóng nha. Nó chắc chắn sẽ được Bạch Tuyết chú ý. Nửa trái bóng sẽ có ích lắm đây. Làm thành chiếc giỏ nào. Táo đã được xếp lên hết rồi. Bạch Tuyết à, công thức chỉ dành riêng cho cô. Vẫy rồng. Thêm ít nữa. Được đó. Ít nè. Cảm ơn Lalilu nha. Chiếc giỏ không chỉ chứa trái cây mà còn có cả độc dược của mụ phù thủy. Chuyện gì sẽ xảy ra? Bội thu rồi. Táo ngon chưa nè? Ta sẽ thêm vài giọt độc nữa. Bạch Tuyết, ta đến ngay đây. Ta sẽ tìm ra ngươi. Chúng mình đang tìm Bạch Tuyết. Có búp bê nè. Mang mũ đội tóc lên. Chải tơi lông nha. Kiểu tóc mới đây. Không đúng chiều dài rồi. Tỉa phần đuôi. Hoàn hảo. Lọn tóc duyên dáng. Mình thích lắm. Cắt một mảnh hình tròn. Khâu cắt cạnh nha. Chiếc váy đã xong rồi. Wow. Phần bèo nhún đáng yêu ở chân nè. Vẽ chiếc áo lịch ngực. Cắt ra nha. Bộ trang phục như bước ra từ cổ tích vậy. Có chiếc cài tuyệt đẹp ngay trên đầu nè. Wow, chiếc nơ. Nhan sắc của Bạch Tuyết đúng là đỉnh của đỉnh mà. Các bạn chim đáng yêu quá, hót thật hay. Hoa nè, quanh mình thứ gì cũng xinh xắn. Đáng yêu quá, mình phải đi rồi. Cái gì thế này? Mấy thứ bé nhỏ này là gì? Ở đây có trẻ em sao? Cốc cốc, có ai không vậy? Mà cửa thì mở. Cậu là ai? Là chú lùn nè. Nhắm mắt rồi. Cậu buồn ngủ sao? Lấp lánh nè. Đây là ngái ngủ thật à? Chẳng thấy gì cả. Mẹ mắt nha. Wow, chân mày uốn lượn. Gắt gỏng là cậu à? Đến lúc thay đồ rồi. Mẹ khắc họa tiếp. Khâu chiếc áo ấm. Còn làm váy và quần dài nữa. Chiếc kéo ma thuật. Thế là xong chiếc mũ rồi. Bảy chú lùn sống cùng nhau trong rừng sâu. Vui vẻ mở tiệc nè. Ồn quá đi à, lại thế nữa. Dừng lại được không hả? Bài hát yêu thích của mình, mở lớn hơn đi. Mùi quá sáng. Ngáy ngủ ngáp rồi kìa. Sao mà cậu nhanh thế? Không có được chạy, tớ đang đọc. Này, đừng có đọc nữa, nhảy thôi.
Ai thế kia? Xin chào, mình là Bạch Tuyết. Các cậu đáng yêu quá đi. Mình không thích cô ấy. Nếu cậu biết cách giải quyết thì cậu có thể ở lại. Dễ thôi mà, đi vào rừng thôi. Bye. Không, đi theo cô ấy đi. Nàng Bạch Tuyết đang tìm thức ăn. Nắm nè. Ta chẳng cần phải đợi lâu. Cháu yêu, giúp bà lão này với, làm ơn. Bà lão, ta đi lạc mất rồi. Cháu chỉ cho ta đường ra với. Bà chỉ cần đi hướng đó thôi. Cháu nhận quả táo ngon lành này đi nhé. Wow, thank you. Làm được rồi. Good boy. Các cậu có thấy không? Chúng ta phải cứu cô ấy. Phải có cổ quan tài. Lalilu, xốp đi nè. Làm nó bự ra. Kẻ cắt đường cắt. Hoàn hảo. Không cần cái này đâu. Làm phần đế thật chắc nha. Mài các cạnh. Bạch Tuyết sẽ ngủ ở đây. Thêm tí sơn. Đặt gối êm vào. Chuẩn bị phần dây. Làm chiếc khung bằng vàng. Chúng ta đã hái những bông hoa đẹp nhất rồi. Chiếc quan tài pha lê là nơi yên giấc ngàn thu của Bạch Tuyết. Ồ, làm cho mình sao? Thoải mái quá đi. Ngái ngủ, Bạch Tuyết sẽ nằm ở đây mà. Các chú lùn đặt cô ấy vào quan tài. Này, mình biết một cách nè. Tình yêu sẽ cứu cô ấy. Nhìn đi nè. Đến lúc tuyển chọn rồi. Chúng ta chỉ cần giấu việc cô ấy đang ngủ thôi. Chọn kính nào. Kiểu này hợp đó nha. Thu nhỏ lại. Sơn mọi thứ lên. Cầm lấy, cậu sẽ cần nó. Ồ, cảm ơn. Vẽ mắt nè. Hoàn hảo. Dùng giấy xốp xanh để làm hộp đựng. Đánh dấu nha. Nơ đỏ. Tô màu vàng lên phần khung. Cặp kính này sẽ giúp ngụy trang giấc ngủ của Bạch Tuyết. Sao mà chúng ta có thể giấu chuyện cô ấy ngủ được? Mình có ý này. Dùng kính đi, đeo thử nè. Không biết là cô ấy đang ngủ luôn. Bắt đầu tuyển chú rể được rồi. Thí sinh đầu tiên, mời vào. Hi there. Anh ta có vẻ sáng dạ. Nhìn đi, anh ta cũng đeo kính kìa. Thầy Lan, đâu có phải tuyển cho cậu đâu. Tiếp đi. Chàng hoàng tử bước vào. Xin chào Bạch Tuyết. Hoàn hảo. Cô ấy bị làm sao thế? Cặp kính đó. Không sao đâu mà. Chăm sóc cô ấy đi. Ok. Ôi Bạch Tuyết, tình yêu của đời anh. Em sẽ là vợ của anh. Thật kỳ diệu, cô ấy thức dậy rồi kìa. Tình yêu đích thực. Xin chào. Vân vân và vân lần nữa. Rất vui được gặp nàng. Đáng yêu quá. Khăn giấy đi nè. Quà cưới là sách nha. Đến lúc chuẩn bị cho cô dâu rồi. Lalilu, cậu có thể giúp cho mình làm váy cưới không? Please. Để xem nào. Bắt tay vào việc thôi. Chuẩn bị vải trắng nha. Cắt ra nào. Ủi thật phẳng. Mặc vào thử đi. Cắt các gốc. Buộc lại bằng dây lưng. Chiếc nơ duyên dáng nè. Chiếc nơ cài tóc của màu trắng nốt. Thêm cườm nữa nha. Gắn mạng vào. Cầm bó hoa này đi. Thank you.
cô dâu Bạch Tuyết đẹp tuyệt trần đây. Hoàng tử đang đợi ở lễ đường, đáng yêu quá. Nàng Bạch Tuyết sắp kết hôn rồi. Ồ, cô ấy đâu nhỉ? Cô dâu đẹp nhất. Đám cưới sao? Mình thích đám cưới lắm. Này, cậu từ hoàn hình khác mà. Được rồi, xin lỗi. Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi. Không gì có thể chia rẽ chúng ta. Mình ném hoa cưới đó nha. Bó hoa bay thẳng vào tay của gác gỏng. Các cô nàng sẽ không để yên cho cậu ta đâu. Này, bắt cậu ta lại. Đáng yêu quá đi mất. Di chuyển vào nhà bếp nào. Các cô gái vào nhà bếp rồi nè. Gác gỏng cần được động viên. Làm món phô mai cậu ta thích đi. Mang tạp dề vào nè. Đáng yêu quá. Sữa, nước ép. Được đó, cũng đơn giản mà. Mọi người đều bắt tay vào việc. Lấy xô đi, ta cần sữa tươi. Cảm ơn bé cù. Đây nè. Mình sẽ dọn bàn. Các cô gái trộn các nguyên liệu lại. Excellent. Chúng ta sẽ giúp họ một tay. Đặt lên bếp. Đều xong cả rồi. Bắt đầu tạo hình thôi. Wow. Món ăn yêu thích của gác gỏng. Thank you very much. Các món ngon đã xong rồi nè. Bánh phô mai nè. Mì ý sốt phô mai. Còn có bánh burger phô mai nữa. Dành cho cậu đó, cậu bạn nhỏ. Gọi gác gỏng đi nào. Yummy. Ơi, cậu muốn gì chứ? Dành tặng cho cậu nè. Oh, wow. Cảm ơn nha, ngon quá đi. Tạo phần khung. Chúng ta cần một chiếc gương. Cắt ra nè. Mạ vàng thôi. Trang trí thêm các phụ kiện. Vẽ khung chiếc hộp nha. Xong rồi. Sơn vàng. Gói chiếc gương vào. Mình biết chắc ai sẽ thích món này rồi. Chán quá đi. Chiếc gương này là cả một sự tân tiến. Này nhìn đi, gương đó, đặt thôi. Giao hàng thần tốc. Hello. Wow, nhanh quá đi, cảm ơn nha. Mình muốn xem thử quá. Wow. Excellent. Lại có chuyện gì nữa vậy? Chàng trai đẹp mã này là ai? Wow. Là mình. Bạch Tuyết và hoàng tử sắp đến rồi kìa. Ồ, mình sẽ giấu nó đi. Xin chào, chào các bạn. Chúng mình có quà nè. Tặng cho cậu đó. Wow, món quà thật tuyệt vời. Chúng ta là một gia đình hạnh phúc. Wow, quả là vận động viên bơi lội cừ khôi. Tên cậu là Ari. Và là người cá. Đôi lông mày màu đỏ nha. Hay mũ bơi bằng lưới đội tóc giả. Dán tóc. Rất khó tạo kiểu tóc dưới nước nha. Ốc sên đang khám phá thế giới. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt này. Đúng là một sinh vật tuyệt vời mà. Chất nhờn được dùng làm gel dưỡng tóc dưới đáy biển. Người cá cần có đuôi. Nhồi bông và bọc bằng màng bọc thực phẩm. Phát thảo dán đuôi trên vải và may lại nha. Chiếc đuôi đã xong rồi. Trang trí thêm thắt lưng và sequin. Dùng ri băng làm vây nào. Bỏ những giấy tờ cũ đi. Cắt vây xanh lá để làm đuôi.
Và không thể thiếu huy hiệu phép thuật hình vỏ sò. Ari mang nó đi khắp mọi nơi. Người cá này thật sự rất lãng mạn. Đại dương đẹp quá. Nó vô tận. Không có nơi nào tốt hơn để sống cả. Cuộc sống của anh ấy tràn ngập âm nhạc. Rock and run. Lên nhạc. Tui nghe này. À hay đó. Nhưng quá ồn. Người cá chơi đàn và làm cho đại dương rung chuyển. Chỉ một tiếng kêu cứu cũng có thể khiến anh ấy mất tập trung. Bọn mình không thể làm được nếu không có cậu. Mau đến giúp đi. Nhanh. Chú bạch tuộc bị mắc kẹt dưới tảng đá nặng rồi. Ồ, anh bạn, lần sau cẩn thận hơn nha. Làm vòi gắn vào hạt lớn. Lắp đèn vào đế và gắn tay cầm nha. Cây đèn thần được dát vàng và đá quý. Ali và FB đến một hang động bí ẩn. Tiếng vàng thật lớn. Này. Wow. FB không sợ gì cả. Cô ấy chỉ muốn tạo ra tiếng ồn. Yên lặng FB. Đột nhiên hang động bắt đầu rung chuyển. Không, đá đang rơi. Phải làm sao đây? Chúng ta sẽ không bao giờ thoát ra được. Một tia sáng soi vào chiếc đèn. Quả là phát hiện tuyệt vời nha. Cây đèn kỳ lạ quá. Chúng ta làm gì với nó đây? Chà vào nó hay là lắc nó? Ồ, ai vậy, búp bê cũ? Trông cậu không giống đèn thần gì cả. Mình nên vào phòng nào? Hay là màu vàng? Ồ, không. Thử phòng xanh lam xem. Yeah, giờ búp bê đã có màu phù hợp nè. Vẽ đôi mắt cho thần đèn. Chúng thật ma lực. Thêm lông mày nha. Son môi màu xanh lam. Cần có tóc nữa nè. Mái tóc dài của cô ấy được tết thành kiểu tóc thoải mái. Chiếc áo thật lấp lánh quá. Làm đuôi bằng vải lưới thể thao. Yeah, mình có thể bay. Đeo hoa tai. Đã đến lúc thần đèn quay lại trong cây đèn rồi đây. Wow, Ginny bước ra khỏi đèn. Hi. Cảm ơn chủ nhân. Ali bối rối. Hả? Cậu là ai? Vì cậu đã trả lại tự do cho mình. Mình cho cậu 3 điều ước. Cậu muốn chiếc giường thoải mái không nào? Hay chiếc xe lộng lẫy? Hay cậu muốn kem hoặc tiền? Thành thật mà nói, chỉ cần cậu đi tắm là tốt rồi. Chà, cậu ước đi chứ. Mình có một điều ước, nhưng bị mắc kẹt ở đây làm sao mà ước được chứ. Lối ra bị chặn rồi. Nào, mình có thể làm bất cứ điều gì mà. Họ đã ra ngoài được. Ồ, thành công rồi nè. Nhanh lên, mau ước đi. Nói thật thì mình rất nghèo. Điều ước đầu tiên của mình là mình muốn trở nên giàu có. Ok. Làm xúc tu màu tím từ vải lưới thể thao. Nhìn cái kéo di chuyển kìa. Phép thuật của Lalilu đã khiến những xúc tu này trở nên sống động. Nhồi bông và lồng dây vào trong nha. Búp bê Ken bị hỏng này có 6 xúc tu mới. Sơn màu tím hoa oải hương. Vẽ mắt. Thật khó để nhận ra được phép thuật của Ursu. Kiểu tóc đã lâu không được sửa soạn rồi nè. Sao bạn có thể làm xúc tu mà không có giáp hút được chứ? Phủ kim tuyến lên phần thắt lưng. Đẹp lắm. Nhìn anh ấy kìa, đang thư giãn trong bóng tối. Phù thủy biển dành cả ngày trong hang tối để lên kế hoạch cho những việc làm xấu xa của mình. Các cậu đến đây nào. Yeah, hôm nay gương thần sẽ cho mình thấy gì nào. Ồ, lại là cậu ấy. Mình phát mệt khi nhìn thấy nó quá. Tiếng nhạc âm ý này lại vang lên dưới đáy biển rồi. À, có vẻ chủ nhân của chúng ta phát điên rồi kìa. Mình sẽ cho cậu biết đây. Cắt miếng xốp làm đôi dễ dàng. Tỉa và chà giấy nhám.
sắp lên. Thật hoàn hảo. Phủ sơn nha. Nhúng vào sơn vàng. Đây là bé Blondie. Cô bé có những chiếc vây đẹp nhất. Cài hoa trên tóc mái của cô ấy. Cô bé có dễ thương không nào? Hey. Blondie đang chơi trốn tìm với Ari. Đến lượt mình đi tìm. Chú cá ẩn mình sau san hô. Chịu thua chưa? Cậu đây rồi. Yeah, cậu trốn giỏi hơn mình đó. Đột nhiên, một cá voi khổng lồ bơi về phía của họ. Trốn thôi. Khoan đã, cái gì vậy? Là quà sao? Hóa ra chú cá voi này chỉ muốn làm bạn với họ thôi. Wow, đây đúng là thứ mình đang tìm nè. Ginny luôn giữ lời hứa của mình. Quần áo của Ali sẽ biến thành một bộ đồ đắt tiền. Được tắm sau một chuyến đi như thế này, cảm giác thật tuyệt. May quần rộng bằng vải trắng. Dùng khuôn để đo lường tiện hơn nha. Mặc vào nào. Thắt chặt phần ống quần nha. Phải có áo trắng nữa là xong bộ đồ rồi. Thêm phụ kiện sang trọng. Nhiều vàng hơn nào. Và nhiều đá quý hơn nữa. Còn giày thì sao? Giày bút làm từ keo nóng sơn bóng và đắt kim tuyến lấp lánh lên. Chải tóc nè. Trang điểm lại. Vòng đội đầu trang trí hoa huệ và lông vũ cho thấy cô là một tiểu thư giàu có thật sự. Nếu đi dạo bạn cần phải có kiểu nha. Ali muốn đi chợ. Thương nhân nghĩ cô ấy là công chúa nên cúi chào. Không được, đứng dậy đi. Không nhận ra mình sao? Sáng nào cũng gặp nhau, cậu còn gọi bọn mình là trộm mà. Xin lỗi, mình không cố ý. Chỉ là mình có trách nhiệm phải giữ hàng. Cho cậu quả cam này. Không không, mình cho cậu đấy. Cô ấy rời khỏi chợ với tâm trạng tuyệt vời. Và quầy hàng được phủ đầy tiền. Đây hẳn là phép thuật của FP rồi. Ô, Ari, cảm ơn. Sẽ có ích đây. Cắt ra từng miếng để làm túi nha. May hai nửa lại với nhau. Chúng ta có thể dùng vòng da này làm quai sách. Trang trí sao biển và rong biển. Ari có sở thích sưu tầm những thứ mọi người đánh mất. Cái này cho tóc của cậu nè. Nó tỏa sáng rực rỡ. Anh ấy bỏ tất cả mọi thứ mình tìm thấy vào túi. Lần này chúng ta hãy làm gương đi. Không biết người ta sưu tầm những thứ dễ thương này để làm gì nhỉ. Giờ chúng ta có đồ gắn tường để trang trí nhà rồi. Có thể tạo kiểu tóc này. Blondie, tìm thêm vài món độc lạ nào. Chúng ta cần khăn lau tay vải đuổi này. Làm khung dây. Thêm ri băng vàng nha. Gắn tua rua dễ thương hai bên nữa. Dây bệnh vàng và kim cương giả giúp nó sang trọng hơn nha. Đây là tấm thảm vô giá đấy. Ali thấy buồn chán trong lâu đài. Còn Ginny muốn đi chơi. Còn muốn thực hiện điều ước thứ hai chưa? Ừ, mình muốn có thú cưỡi. Ginny biến ra ngay. Lạc đà. Không không, mình muốn ngắm Arapa từ trên cao cơ. Chào Cloudy đi, đây là thảm bay nè. Wow, dễ thương quá. Ôm cái nào. Mình biết là cậu sẽ thích mà. Ali bay trên thành phố. Cảnh đẹp tuyệt vời. Ồ, có thật nhiều thứ để xem nè. Arapa đẹp quá. Nhưng mà cũng có rất nhiều người nghèo. Điều ước cuối cùng của mình. Mình muốn tất cả người dân của Arapa được hạnh phúc, khỏe mạnh và giàu có. Mình ngạc nhiên đấy. Cậu đúng là cô gái tốt bụng. Điều ước của cậu sẽ được thực hiện. Thảm bay đang nhảy một điệu vui vẻ. Cắt bàn chải đánh răng cũ. Lắp tay cầm lên đế hộp. Làm micro từ hai chiếc bao đầu ngón tay. Trang trí ruy băng và vỏ sò nha.
Thật tuyệt khi hát bằng chiếc piano như thế này. Ari chơi bài hát yêu thích của mình. Nhưng có gì đó khiến anh ấy phân tâm và để cây đàn trên ghế. Mình tìm ra nguồn gốc của tiếng ồn rồi. Asho không biết phải làm gì với cây đàn này. Mình mất hết kiên nhẫn rồi. Nhạc cụ kinh khủng quá. Dừng lại, để mình giúp cậu nha. Yes. Đầu tiên, bạn cần học cách chơi đàn. Thật khó và nhàm chán. Mình có cái này cho cậu nè. Có lẽ cậu không hợp chơi nhạc cụ rồi. Cậu hát thử đi. Lần đầu tiên, Asho cầm micro. Và thật kỳ diệu. Các chàng trai mang đến màn trình diễn thật kinh ngạc. Giờ họ vô cùng thành công và nổi tiếng. Những kẻ thù đã quyết định trở thành bạn bè của nhau. Chào Aurora nha. Vẽ đôi mắt tím xinh xắn. Thêm chân mày và tóc vàng nữa. Bốn tay. Ồ, màu hồng hợp quá nè. Aurora đáng yêu quá. Gia đình Lia dần lớn lên. Ồ, các tiên ơi, lại đây. Bệ hạ, người thấy ổn chứ? Mang tất cả những gì ta cần cho đứa trẻ tới ngay ạ. À. Chúng mình có cần này không? Không phải. Có lẽ người cần gấu hay quạt thì sao? Giờ tặng quà để sao đi. Tiên Fauna dùng phép để tạo bộ cứu thương. Xem nào. Yeah, là con gái. Dễ thương quá. Mọi người ở lâu đài chờ đứa bé mới sinh ra. Đột nhiên, mọi người nghe được tin tốt. Chào đón công chúa Aurora. Ồ, đứa trẻ đáng yêu quá. Làm nuôi nào. Chất gỗ xịn đó. Mình sẽ làm khung mái che từ dây. Tiên Meriwether dùng phép để làm màn che. Thêm chiếc chăn sang trọng. Nơi xinh xẻo để ngủ đã hoàn thành. Chào mừng thưa bệ hạ. Các tiên muốn tặng quà sinh nhật cho con gái người. Thần sẽ tặng cho Aurora sự xinh đẹp. Thần sẽ tặng công chúa một giọng hát hay. Và có thể vừa hát vừa chơi đàn guitar. Cảm ơn nha. Và thần. Trước khi Meriwether nói, một giọng khác cắt ngang vào. Sao lại tổ chức sinh nhật mà không có ta? Các ngươi quên Maleficent rồi sao? Mình cũng phải gặp đứa trẻ chứ nhỉ? Nhưng từ bây giờ cô bé sẽ bị nguyền rủa. Trước khi mặt trời mọc của ngày sinh nhật thứ 16, cô sẽ chọc ngón tay vào khung cửi. Chúc may mắn mọi người ạ. Thần cũng có quà mà. Thần có thể làm giảm lời nguyền. Cầm lấy chiếc gối này cháu yêu. Vào sinh nhật thứ 16 nàng sẽ ngủ. Và chỉ có nụ hôn tình yêu đích thực mới có thể đánh thức được. Aurora chìm trong tình yêu thương và chăm sóc. Tiên ơi, cô đang làm gì vậy ạ? À? Cô đang làm món ngon nhất cho công chúa của cô đó. Pizza, chú mèo cũng muốn ăn nữa. Nhưng chú cún lại nhanh hơn. Nè, trả lại đây, của mình mà. Cô bé chạy theo cuốn, làm rối mọi thứ lên. Có nhiều thứ hay ho ở đây nè. Meriwether, con tìm thấy bông hoa nè, con tặng cô. Dạ, con yêu, cảm ơn. Xem ai quên ăn nào. Chào mừng đến với chuyến tàu cô tiên. Yummy. Bọc sân lót lên đồ chơi cũ. Thêm đuôi và bờm nào. Đẹp quá. Vẽ mắt nè. Hi, leo lên đi, cưỡi một vòng nào. Làm sao bây giờ? À, ngựa ơi, mình và bạn sẽ thành bạn đồng hành tốt của nhau nha. Aurora bắt đầu mơ mộng. Trí tưởng tượng mang cô đến khu vườn phép màu. Ở đây đẹp quá, mình yêu thiên nhiên lắm. Rồi chúng mình bay lên. Thật ư, ngoài không gian nè. Chà, chắc không ai tin mình đâu ha. Trạm dừng tiếp theo là thế giới pony. Chà,
chưa từng thấy những chú ngựa như này. Tất nhiên mình là ngựa bập bênh mà. Chào nha. Yeah, chuyến phiêu lưu thú vị quá. Mình vui lắm. Aurora lớn hơn tí, làm nền tóc giả nè. Công chúa, chọn màu nha. Được. Unbelievable. Rooney đồng ý giúp. Cảm ơn. Tóc lai đẹp quá à. Cho em mặc váy satin và ri băng ren nha. Kết thúc bằng nơ kim tuyến. Mình làm chiếc lịch ngực màu đen nè. Mặc thử nào. Ok. Mang chiếc giày cũ vào chân. Tiên sửa lại cho nha. Aurora được trang điểm đẹp nữa. Ô xin lỗi, con muốn mang nơ cơ. Được luôn. Thank giờ you. Thì đồ đẹp đã xong rồi nè. Aurora lớn lên trở thành kẻ mộng mơ. Nàng đi qua cánh rừng và ngắm thiên nhiên. À, trứng nè. Mình cần trả về chỗ cũ. Rơi khỏi tổ rồi nè. Aurora làm cái tổ bằng tóc và gọi chú chim. Này, phải có bạn không? Đừng lo, vẫn ổn nè. Ô, ngồi trên cành thích thật á. Ngay khi Aurora nhảy xuống cành cây, cậu ấy nghe tiếng ríu rít. Từng chú chim bắt đầu nở. Chú chim được Aurora cứu đã mang hoa cảm ơn cô. Cảm ơn cô, lớn nhanh và khỏe mạnh nha. Umbala, mình làm cánh nào? Thêm lưới kim tuyến. Trang trí với kim cương giả. Biến cây tăm thành đũa phép nè. Bộ tiên nữ đã xong rồi. Flora và Fauna đang nói chuyện gần nhà. Trời đẹp quá đúng không? Hợp để làm phép đây nè. Chào mẹ đỡ đầu. Cô Meriwether đâu ạ? À? Con tìm cô à. Ồ, làm con giật mình. Gặp cô vui quá. Dạ, ước gì con có đôi cánh như vậy. Các cô giúp con nha. Bốn tay. Wow, xinh quá à. Con cảm ơn ạ. Gậy phép thuật nữa nè. Yay, giờ con thành tiên giống cô rồi. À, gần thôi. Bay thử đi. Wow. À, con đang bay. Mình đua đi. Con cảm ơn, cô là số 1 Godmother. Yeah, thời gian trôi nhanh quá à. Vẽ mắt nè. Thêm phấn mắt màu vàng nữa. Cậu ấy trang điểm thật đẹp. Búng tay, mình cần cắt và tạo kiểu thôi. Mình có thể dùng vải này để làm váy cho Aurora. Hoàn thành với tay áo mỏng nha. Thêm thắt lưng với dãy vàng. Ush, Aurora nhìn xinh quá nè. Hôm nay là sinh nhật 16 tuổi của Aurora. Không may cậu ấy không thể tránh được lời nguyền. Ồ không, mình không thể đánh thức Aurora được. Mình yêu cô ấy. Nhưng cô ấy đi rồi. Mình sẽ hôn cô lần cuối. Ồ, mình ngủ sâu quá. Không thể nào, Aurora. Không lời nào diễn tả được sự hạnh phúc này. Anh đã cứu em, cảm ơn anh. Và cặp đôi sống hạnh phúc mãi về sau. Làm bánh cưới từ xốp nè. Cắt từng miếng ra và làm nổi phần cắt. Những bông hoa đẹp đang nở từ chỗ cắt kìa. Đặt bánh kẹp siêu tuyệt vời lên trên bàn. Ngày mà mọi người đều mong chờ. Mình lo quá đi. Em à, anh đang chờ em đó. Vào bàn nào, mọi thứ sắp xong rồi. Olaf, mang bánh lên nào. Thôi xong, người tuyết không nhìn thấy đường và. Mình hậu đậu quá, mình phá buổi tiệc rồi. Xin lỗi. Không sao. Chỉ cần một vài đường quyền thôi bà biến. Một chiếc bánh mới. Chúc ngon miệng. Ồ, cô đã cứu con. Và cái bánh. Không sao đâu, ăn bánh đi nào. Một tờ giấy được tách ra thành nhiều mảnh nhỏ. Chọn vài tấm hình. Hay cái này nhỉ? Thôi dùng hết luôn đi. Cho vào cái ly. Và chúng mình có quyển sách cổ tích rồi nè. Không chỉ là quyển sách mà là sách tranh. Như một siêu anh hùng đến với đời vậy. Mọi người sẽ thích quyển cổ tích này cho xem. Các
cháu ngoại của công chúa thích chơi búp bê. Đổi trò chơi nào. Các em, này chán lắm. Yeah, cùng tìm xem ngoại đang trốn ở đâu nào. Nè mấy đứa, cẩn thận, khung cửi nhọn lắm. Bà giữ lại làm kỷ niệm. Bà đọc truyện cổ tích cho các cháu nha. Ở một vương quốc xa nọ. Wow, bà ơi, rồng có thiệt không ạ? À? Tất nhiên. Tuyệt quá, bà là người kể chuyện hay nhất. Sau này con lớn lên, con muốn thành người như bà. Ấn like nếu bạn thích xem đời sống của các công chúa Disney nha. Đăng ký kênh La Lelu. Wow. Và xem các video tuyệt vời khác nha. Ba-da-ba-b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 a-da-ba-